số bệnh nhân vào Chợ Rẫy cấp cứu trong Tết giảm 10% đến 30% so với năm trước. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trung bình 234 bệnh nhân trên ngày. Về tình hình tai nạn, bệnh tật cần cấp cứu trong Tết 2022 đã giảm nhiều so với Tết 2021, giảm trung bình từ 10% đến 30%. Trong số đó có 45 bệnh nhân cấp cứu dương tính với COVID-19 qua kết quả RT-PCR. Ngày 7 tháng 2, Bệnh viện Viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thông tin cho báo chí về tình hình cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Về tình hình tai nạn, bệnh tật cần cấp cứu trong Tết 2022 đã giảm nhiều so với Tết 2021, giảm trung bình từ 10% đến 30%. Cụ thể, trong suốt kỳ nghỉ bệnh viện chỉ tiếp nhận 2.109 bệnh nhân cấp cứu. Bệnh nhân cấp cứu tập trung chủ yếu ở nhóm tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc. Theo báo cáo, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, số bệnh nhân nhập viện vào cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy trung bình 234 bệnh nhân trên ngày, dao động từ 175 mùng 1 đến 311 mùng 4. Đặc biệt, bệnh nhân bị tai nạn giao thông cả bệnh viện khác chuyển đến và bệnh nhân tự đến là 558 ca, trung bình 62 bệnh nhân trên ngày. Số nạn nhân cấp cứu vì bị thương do đánh nhau là 32 trường hợp, ngộ độc 16 trường hợp, trong đó có đến 110 bệnh nhân tai nạn sinh hoạt phải cấp cứu. Tại bệnh viện, ngoài những ca bệnh nhân tự đến được sàng lọc COVID-19, đơn vị này còn chủ động phát hiện 45 ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân từ cấp cứu chuyển lên các khoa, sau đó có kết quả RT-PCR dương tính. Trong 6 ngày qua, bệnh viện đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong vì COVID-19. Tại bệnh viện, bệnh nhân COVID-19 đều ở mức độ nặng, nhiều bệnh nền hoặc kèm bệnh cấp cứu. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận, điều trị cho 7 bệnh nhân COVID-19. Số lượng bệnh nhân điều trị COVID-19 nội trú có xu hướng giảm dần từ 116 ca ngày 28 âm lịch, sang đến mùng 7 Tết giảm còn 86 bệnh nhân đang điều trị. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!